Triệu Lệ Dĩnh và Đàm Tùng Vận hợp tác trong phim mới. Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp sửa góp mặt trong dự án cổ trang của Đàm Tùng Vận. Hậu ly hôn Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh một lòng dốc sức cho sự nghiệp, nhận phim không người tay. Thời gian nàng hoa đàn trên phim trường còn nhiều hơn ở nhà. Trong lúc sự vượng hành lên sóng, nữ diễn viên đã tiến hành tiến tổ đoàn phim mới tại Nhân Gian. Phim chính thức khai máy vào ngày 31 tháng 3. Ngoài ra, Triệu Lệ Dĩnh cũng xác nhận góp mặt trong dự án điện ảnh Tương Viên Lộng, tuy nhiên chưa rõ lịch quay. Theo một số blogger tại Trung tiết lộ gần đây, Trì Lợi Dĩnh sau khi hoàn tất mọi cảnh quay của mình ở tại nhân gian sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn khách mời camel trong bộ tiêu giao do Đàm Tùng Vận và Hồ Minh Hạ đóng chính. Song phòng làm việc Triệu Lợi Dĩnh hay đoàn phim vẫn chưa có phản hồi. Trước đó, truyền thông Trung cũng từng đưa tin Triệu Lợi Dĩnh không chỉ tham gia phim với vai trò camel mà cô còn là giám trẻ tham gia vào khâu sản xuất của tiêu giao, đồng thời giúp phim thu hút vốn đầu tư. Thế nên cộng đồng mạng đều tin rằng chuyện Triệu Lợi Dĩnh cùng đóng phim về Đàm Tùng Vận là hoàn toàn có thật. Đồng thời bày tỏ chờ mong được nhìn thấy cảnh đối diễn của hai hoa đàn nổi tiếng nổi 85 90. Tiêu gia được sản xuất bởi EQG là một trong những dự án có kịch bản gốc ít ỏi của màn ảnh hoa ngữ, không phải chuyển thể thuộc thể loại cổ trang tiên hiệp. Phim do đạo diễn từ Kỷ Châu cầm trịch, người đứng sau thành công vàng sợi của Cổng Phong. Nội dung chính của Tiêu Giao kể về năm chính Linh Quân Hồng Diệp, Hồ Minh Hạo đóng và thiếu nữ Tiêu Giao Đàm Tùng Vận, trong một lần vô tình, Tiêu Gia đã phá giải phong ẩn cho Hồng Diệp. Vì để tra rõ nguyên nhân cũng như muốn tìm hiểu sự thật về kiếp trước kiếp này của mình và Tiêu Giao, Hồng Diệp đã giam giữ nàng tại địa giới Vạn Linh Cốc. Thế nhưng lại bất ngờ phát hiện ra bí mật nửa linh huyết của Tiêu Giao có thể tìm được các mảnh nhỏ của thượng cổ, thần vật kính côn luân lạc trong nhân gian. Nếu thần vật này được khôi phục sẽ mở ra tiên sơn, tìm được ngọc lễ tuyền. Từ đây cả hai bước vào cuộc hành trình tìm kiếm từng mảnh kính côn luân.